rồi, tới nhà rồi cả nhà ơi. Mấy đứa con mình đang ở trong gara kìa. Bây giờ xuống xe chắc đồ rồi, đem đồ vô nhà nghe. It looks so big on the bar. Hi baby. So hungry? Chicken leg. Oh, TV về. Mua TV là phải bù thêm 500 nữa đó. Mua TV là khác luôn, 500. Sony thì khác. Chị chê. Đem đồ vô. They don't open it, what's up? Wait in. Ethan, go on the other side. Okay. Now, lift it up, all right? There you go. Oh. Yep. Oh. 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 All right. Now. Nè. Mấy bà cháu đang khử trùng đồ ăn. Đang lấy giấy diệt khuẩn á, giấy ướt diệt khuẩn để mà khử trùng đồ. Đồ ăn, bánh mì, nước uống, bánh, sữa. Thứ trên cả nhà ơi. Cái này gọi là đi nhập lương thực vậy đó cả nhà. Mỗi lần mà đi là 400-500 đô, 500-600 đô là chuyện bình thường. Thương giỏi quá, Thương giỏi quá. Lau sạch sẽ xong rồi đem đồ vô nha. Oh, giỏi. Trời, giỏi chứ. Xong rồi nhớ rửa tay nghe con. Wash hand, ok? Remember that. Dạ, cứ cho Ethan. Làm cách nào để đem cái TV vô đây bà con. Thôi xúm lại bưng vô thôi chứ sao. Everybody tập trung bưng vô. Ethan, pull the rug in the front door. Pull the rug, take that rug away and so we can Okay, and go on that side. Alright, look, hold this handle right here. Just lift it up, alright, we're gonna lift it up and put it in here, okay? Here, hold this handle right here. 1, 2, 3. Yeah. À, đẩy vô đường kia hả? Yeah. Ethan. Open the front door, take out. Ethan, open the front door. Đẩy vô đường kia chứ đi. Why don't you stand it? Vô đường này cũng được. Vừa rồi là Samsung mà không? Phải không? Yeah. Cái vừa rồi là Samsung. Yeah. Samsung con nghĩ cái hiệu này là hiệu Sony. Đây, về bỏ vào lại cái TV vào đây. Ok, easy. Yes, baba. Yes, baba. Rồi vậy đó. Unboxing là đặt hộp á. Đặt hộp. Khai trương TV. Khai trương cái TV mới hả? Mà cơ. Rồi con ăn rồi hả? Dạ. Ok. Ăn rồi. Thương ăn rồi, anh hai anh ba đó. Chicken bay đó, cả nhà anh dài đó. Why don't you guys share one and then save one for later? Đây cả nhà ơi, mình sẽ cho cả nhà coi chi tiết những cái đồ mà mình mới vừa mua ở Costco như đây. Thì đây, trong cái này là mình có, đây là bánh cho bố bà nè, con chó của mình nè. Còn cái đây là giống như mấy đồ này, đồ ăn của tàu á, mà còn đông đá đó. Thì mấy cái này á, ai mà chưa ăn thì nên mua ăn thử. Thì mình chỉ bắt nước sôi lên mình luộc xong rồi á, mình đổ ra để cho nó khô ráo chút xíu, xong rồi mình bắt một chút dầu, bỏ một chút xíu dầu thôi, xong rồi mình chiên. Thì trong cái này là nó có sẵn cái nước chấm ở trong đó, trong nó có hình như 2-3 cái gói nước chấm trong đó, thì mình chỉ lấy cái nước chấm đó ra, xong rồi bỏ thêm tương ớt này kia vô, xong rồi mình chỉ chiên cái bánh này lên xong mình ăn thôi. Thì bên trong á là nó có thịt gà với lại là có rau củ. Thì ông chồng mình mới mua hai loại này là thịt bò hay là thịt gà. Còn đây là mình có cái thuốc bổ collagen cho da, tóc với lại móng. Rồi, tiếp theo là mình có ham. Nhà mình mấy đứa nhỏ nó rất thích ăn ham. Ham này thì mình khui ra mình hâm nóng lên ăn với cơm cũng được, hoặc là chiên. Nhà mình thì lúc nào cũng thích chiên.
chiên xong rồi là bỏ chút xíu nước mắm với đường á, mặn mặn ngọt ngọt á, mấy nhỏ ăn cơm á rất là thích. Ở nhà làm thử, mua thử ăn mà làm thử đi. Rồi thì tiếp theo là mình có dâu tây, đây là dâu tây, mình có bánh cookie chocolate nè, mình có chuối, còn đây là gà. Cái món này là nhà mình cũng rất là thích cả nhà. Thì cái gà này nó giống như là nó mình nó hầm rồi hay sao nó mềm lắm. Thì mình bỏ là mình làm ăn chicken salad cũng được, nhưng mình ăn mình kẹp với lại salad mình ăn cũng ngon. Nhà mình nó thì mình khui một lon này ra, xong rồi là lấy cái sốt mayonnaise. Sốt mayonnaise mình bỏ vô một mấy muỗng thôi, thích béo nhiều thì bỏ nhiều, không thì bỏ ít. Xong rồi mình dầm dầm cái thịt gà này ra, mình trộn lên, xong rồi là bánh mì lát á, mình nướng lên. Nướng lên xong rồi mình dứt cái gà này mình bỏ lên cái bánh mì lát mình ăn thì nó rất là ngon. Nhà mình là hay ăn kiểu vậy. Tiếp theo là mình có sữa chocolate nè, sữa chocolate, sữa sô cô la đó. Đây là nước trái cây, nước trái cây nó nằm trong từng bịch vậy nè cả nhà. Đây mình có yogurt, gọi là yogurt, yogurt. Đây là mình có đồ ăn sáng, burrito. Đồ ăn sáng là bên trong này có sausage nè, với lại là trứng. Với lại hình như chắc cũng có bacon ở trong nữa, nhìn giống bacon. Lần đầu tiên nhà mình mua thử cái loại này. Mình có hai dĩa trứng, mình có bánh mì. Bánh mì này là bánh mì Pháp, bỏ đông đá, lúc nào muốn ăn thì lấy ra nướng. Bánh mì loại này thì nó hơi cứng cứng chút xíu, nhưng mà nó cũng ngon, chứ không phải bánh mì Việt Nam, bánh mì Pháp. Mình có dưa hấu, mình có thịt cốt lết, cái này gọi là pork chop, các lết. Rồi có nguyên một bao kẹo, một bao của bà nữa, một ham nữa, đồ Ý, đồ ăn của Ý. Rồi mình có bánh mì croissant, bánh mì bơ á, bánh mì bơ. Bên này thì mình có orange chicken nè, là thịt gà người ta ướp gia vị với cam á, chỉ bỏ vô oven hay là mình bỏ vô cái chảo mình nấu lên thôi, người ta ướp sẵn gia vị. Đây là cục thịt bò, hai cục thịt bò này có giá là 22 đô 82 sen, gần 23 đô. Có tỏi, có cá hộp, cá thu nà, rồi nước trái cây, mình có thêm đồ ăn đông lạnh, vô oven nướng ăn thôi. Rồi mình có pizza. Rồi còn đây thì mình có bánh ngọt blueberry muffin. Đây là chocolate muffin. À, cũng thêm bánh mì bơ nữa. Rồi. Đó là những cái đồ ăn mà mình mới vừa mua về. Rồi còn ở ngoài gara này là mấy cái đồ lớn mình không cần đem vô nhà. Thì mình có nước ngọt Coca-Cola, mình có giấy lau tay, mình có một thùng chips cho mấy đứa con mình ăn. Trong một thùng này tổng cộng là có 54 gói, mà 54 gói này là có tổng cộng 7 loại chip khác nhau. Rồi mình có thêm đồ cho bố bà nữa. Chỗ đó là bà ngoại hay ngồi đó chơi đó. Nhà mình có cái TV để sáng méo qua bên trời. Cái TV này là mình ở đây mình vừa nấu ăn rửa chén coi TV cũng được, hoặc là mình coi được cái camera ở trước nhà mình. Mình thích coi ở trong bếp thì mình coi, mà khi mà mình ngồi bên bàn ăn á, mình muốn coi TV bên chỗ bàn ăn thì mình chỉ cần xoay qua thôi. Nói chung là xoay 360 độ. 360 độ. Rồi bây giờ quay trở lại đây đi em á. Đây là vừa coi TV nè, coi YouTube được nè, vừa cũng là một cái album hình của gia đình mình, với lại là vừa coi camera ở trước nhà với sau nhà được luôn. Cái TV nó có mấy chức năng này không?
tiện lắm. Bây giờ mình nói Google cho mình coi camera phía trước nhà đi. Hey Google, stream front camera to kitchen TV. Alright, streaming front on kitchen TV. Camera ở phía trước. Giờ mình cho coi cái camera ở phía sau hè nhà mình thấy đi. Hey Google, stream backyard to kitchen TV. Alright, streaming the backyard on kitchen TV. Được rồi. Đó, phía sau hè đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ chắc hết đồ ăn vô tủ lạnh và tủ đông nha cả nhà. Nấu nướng mình dọn dẹp nhưng mình vẫn thấy các con của mình chơi ở ngoài sau hè. Đó, đứa nhỏ đang chơi ở ngoài đó. Cầm cắn ra ngồi đâu vậy? Trời lạnh quá. Trời lạnh quá ôm mẹ nó ngồi luôn. Cho tới giờ là nhà mình cũng đi chợ qua một tháng một lần. Ba nói chung là đi mua lặt vặt thì cũng nhiều, nhưng mà
chủ yếu là một tháng một lần đi chợ Việt Nam hay là đi Costco, thì mỗi lần đi vậy thì hết 500-600 đô vậy đó cả nhà. Thì mua đồ ăn về thì mình có cái tủ đồ khô đây để mình chứa hết đồ ăn, rồi là xì dầu, nước mắm, tất cả mọi thứ thì mình hồi nào cũng mua số lượng nhiều để mình để dành ở đó đó. Thì hồi nào mình cần thì mình lấy thôi, chứ không có phải là cần mới đi ra chợ. Đó. Cái tủ đồ khô phần nào cũng xong. Đây là bãi chiến trường và cái bếp thì cũng chưa đâu vào đó cả nhà. Giờ mình phải cắt mấy cái hộp bánh mì đi nữa. Bên Mỹ này trời mà lạnh là cỏ ăn chết hết này, thấy không? Bây giờ thành màu nâu hết rồi chứ không còn xanh nữa. Còn cái vườn rau này, ở nhà có cái vườn rau tội chưa nè. Trời ơi, tội chưa, cái cây ái chết luôn rồi. Hôm bữa chẳng bưng vô. Trời ơi, chết hết trơn luôn, tội chưa cả nhà ơi. Đó, bên Mỹ là vậy đó cả nhà. Trồng mùa hè mùa xuân vậy tới đến khi mùa đông là đến khi mà mùa đông nó cũng lạnh lắm là chết hết rồi. Và mùa xuân mùa hè là mình phải trồng lại. Cái cây này uống nè. Aloe vera đây nè, uống chưa? Chết hết rồi. Năm sau trồng lại thôi. Yes. Bỏ tất cả mọi thứ lại cho cũ.